Hiện trường vụ sạt lở làm sập căn biệt thự hơn 2 tỷ đồng ở Lào Cai. Khoảng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 10, tại thôn Khởi Xá, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đã diễn ra vụ sạt lở đầy bất ngờ. Khi đó, mọi người vẫn còn đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng động lớn. Nhiều nhà dân đã bị đất đá trên quả đồi phía sau vùi lấp. Căn biệt thự gia đình bà T vừa mua chưa lâu với giá hơn 2 tỷ đồng cũng chịu chung cảnh ngộ. Rất nhiều đất đá trôi xuống đã vùi lấp cả một khoảng phía sau, phần tường và cầu thang bị hư hỏng nặng. Ngoài nhà bà T, bốn gia đình khác ở gần đó cũng chịu cảnh tương tự. Chính quyền đã huy động lực lượng công an, dân quân đến hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn. Hàng chục người dân đã được di rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực khắc phục sự cố, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chia sẻ trên báo Công Thương. Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định căn nhà của bà T bị đất đá vùi lấp khu vực tường nhà tầng 1. Công trình phụ và cầu thang của căn biệt thự cũng bị hư hỏng nặng và ảnh hưởng đến kết cấu nhà, gây nguy cơ sập đổ. Ông Lương Văn Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nhai cho biết, do khu dân cư bị sạt lở nằm ngay cạnh quốc lộ 4E, Bắc Ngầm, Bảo Nhai nên ngoài việc phải di chuyển khẩn cấp 5 hộ dân đến nơi an toàn, chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực sạt lở và chỉ đạo lực lượng chức năng trực cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, vào cuối tháng 7 tại Quốc Oai, Hà Nội, do mưa lớn kéo dài khiến nền đất sụt lún, một căn biệt thự tiền tỷ của người dân mới xây bất ngờ đổ sập, hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 7 người đang ngủ, nghe thấy tiếng động và rung lắc, những người trong nhà hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài. May mắn, ngôi nhà bị trượt do đất, đồi lở chứ không phải đổ từ trên xuống, nên những người trong ngôi nhà kịp thoát ra ngoài. Được biết, căn nhà khang trang mới được xây dựng cách đây hơn một năm và khu vực xảy ra sự cố chỉ có vài hộ gia đình sinh sống từ lâu.